chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Em chào cô. Chào Minh Châu. Chào quý vị khán giả của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Minh Châu ơi, bữa nay Minh Châu làm gì mà cầm đồ nghề đủ thứ vậy? Bộ định dành nghề đầu bếp với cô ạ? Dành thì làm sao mà em dám dành. Tuy nhiên ngày hôm nay em muốn thết đãi cô Thảo một món. Đây là tôm viên chiên, em hảo món này lắm nha. Mỗi lần mà cuối tuần á hả, em hay tụ tập bạn bè ăn tôm viên chiên, cá viên chiên hay là bò viên chiên rất là ngon. À, nhưng mà ngoài tôm viên chiên thì Minh Châu còn biết làm món gì nữa không? Món món tôm viên chiên chấm với lại tương ớt tương cà. Thôi, đưa cái dĩa tôm viên đây cho cô. Hôm nay Dự Thảo sẽ giới thiệu với quý vị khán giả và Minh Châu một món ngon của người Hoa, có cơm cháy nè, có tôm viên nữa nè. Chắc chắn là Minh Châu sẽ rất là thích đây. Nhưng mà nếu mà món của người Hoa thì sẽ cầu kỳ lắm á. Không đâu, không cầu kỳ đâu, là vì Minh Châu không nhớ là tiêu chí của chương trình của mình là món ngon trong tích tắc. Mà đây lại là một chương trình khép lại chủ đề của tháng, đó là ba nguyên liệu triệu món ngon. Cho nên chắc chắn món ăn kỳ này sẽ là vô cùng tiện lợi, dễ nấu, dễ chế biến mà tiết kiệm thời gian nữa. Tò mò quá à, đó là món gì vậy cô? Món tôm viên cơm cháy. Để chuẩn bị cho món ăn này thì đầu tiên là chúng ta cần 100g tôm viên, Minh Châu đã đem tới rồi. Một ít cơm cháy, đậu hòa lan chúng ta cần khoảng 100g. Bột năng chúng ta khuấy chung với nước nè. 2 chén nước dùng, một ít dầu mè, tỏi băm, các loại gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Và bây giờ thì chúng ta bắt đầu giai đoạn đầu tiên, đó là cô sẽ đặt một cái nồi nước lên bếp để chuẩn bị luộc cái phần đậu hòa lan này. Dạ. Bây giờ cô sẽ cho vào trong phần nước này một ít muối. Trong khi chờ cho nước sôi thì là chúng ta sẽ chuẩn bị sang đến nguyên liệu kế là phần tôm viên. Tôm viên này đơn giản là chúng ta chỉ cắt ra làm đôi thôi. Chắc là Minh Châu có thể giúp cho cô phần này được rồi. Dạ, chắc chắn rồi. Nước cũng đã sôi rồi, cô sẽ cho hết phần đậu hòa lan này vào. Luộc lâu không cô? Rất là nhanh thôi. Chúng ta chờ cho nước vừa sôi trở lại, đậu hòa lan đang có cái màu xanh nhạt nha, chuyển sang cái màu xanh đậm và rất là tươi. Riêng cái phần cơm cháy này á, thì Minh Châu nhớ lưu ý nha, nếu mà chúng ta không mua được những cái miếng cơm cháy mà có tạo hình sẵn đẹp như thế này thì chúng ta sẽ bẻ ra làm sao để cho những miếng cơm cháy nó có kích thước khoảng chừng 15cm như thế này là vừa. Và chúng ta phải chọn loại cơm cháy mà không có tẩm gia vị, vì nếu mà có tẩm gia vị có thêm phần ruốc vào sẽ làm cho món ăn bị mặn mất ngon đi. Và khi chúng ta đã luộc phần đậu hòa lan này vừa mới sôi trở lại và đổi sang màu xanh đậm như thế này là được rồi, thì quý vị khán giả sẽ vớt ra và chúng ta ngâm ngay vào trong một cái tô có ngâm đá. Bây giờ để làm sốt, Minh Châu và quý vị khán giả sẽ cho vào trong chảo 2 muỗng canh dầu ăn. Chờ cho dầu trong chảo nóng rồi, Minh Châu sẽ cho vào trong chảo khoảng chừng 1 muỗng canh tỏi băm và phi cho phần tỏi băm này thật là thơm. Chờ cho cái phần tỏi này vàng thơm rồi thì chúng ta sẽ cho vào trong chảo khoảng chừng 2 chén nước dùng. Phần gia vị cô cho vào đầu tiên là mình sẽ cho vào khoảng 1 muỗng nước tương Lisa nè. Dạ, để cho có màu đẹp nè. Đúng rồi, một chút xíu muối thôi. Dạ, cho đậm đà nè. Một chút xíu tiêu thôi. Cho thơm nè. Một chút xíu đường. Lại ngọt ngọt nữa chứ. Hạt mềm Aji ngon. Cái này thì khỏi nói rồi, tạo vị ngon ngọt rất tự nhiên cho món ăn. Và cuối cùng là bột ngọt Ajinomoto thì sao? Không thể thiếu được. Nhưng mà còn có thêm một thứ nữa, lúc nãy trong phần chuẩn bị nguyên liệu Minh Châu không nhớ hả? Đó là có thêm dầu mè. Nhưng mà dầu mè này cô sẽ không cho bây giờ đâu. Dầu mè chúng ta sẽ cho vào cuối cùng để giữ nguyên cái hương thơm, vì nếu mà chúng ta cho dầu mè vào sớm quá, trong quá trình chúng ta nấu sẽ làm mất đi mùi thơm của dầu mè. Dạ, cái này thì em đã nhớ rồi nè. Chúng ta sẽ cho dầu mè vào cuối cùng để giữ lại được cái mùi thơm rất đặc trưng của món ăn. Đậu hòa lan sau khi chúng ta luộc chín và chúng ta ngâm vào đá rồi cho nó nguội, bây giờ cô sẽ cắt nó ra làm đôi. Phần nước dùng đã sôi rồi thì bây giờ cô sẽ bớt lửa nè và khuấy đều bột năng để cho vào. Sao mình không để lửa to mà phải bớt lửa vậy cô? Khi cho bột năng vào chắc chắn chúng ta phải bớt lửa để cho bột chín từ từ và đồng thời bột không bị vón cục, bột sẽ chín đều hơn. Em nhớ rồi. Nếu như vậy thì cái điều này tuy là nhỏ nhỏ như vậy thôi nhưng mà sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến món ăn của mình đúng không cô? Quý vị khán giả nhớ nha, khi mà chúng ta cho bột vào thì quý vị nhớ là cho từ từ thôi và đặc biệt là phải hạ nhỏ lửa xuống để cho bột thật chín đều. Sau khi chúng ta cho bột năng vào rồi khuấy đều thì chúng ta sẽ cho hết phần tôm viên vào. Đợi cho nó hơi sôi trở lại là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết cái phần đậu này vào. Cô ơi, mỗi lần mà em chiên tôm hả, em phải chiên kỹ lắm á.
Bây giờ cô lại cho vào mà cho vào nhanh như vậy thì liệu nó có chín kịp không? Chắc chắn là chín chứ, là vì những cái loại tôm viên bán ở thị trường là đã được hấp chín rồi, cho nên là chúng ta chỉ làm nóng lên trở lại và cho vào sốt để cho nó thấm gia vị hơn mà thôi. Dạ em nhớ rồi, như vậy là đảm bảo an toàn mà ngon miệng nữa. Nước sốt vừa mới làm xong còn nóng thì chúng ta phải ăn ngay mới ngon. Cô sẽ cho hết phần cơm cháy này vào một cái dĩa sâu lòng một chút. Chúng ta sẽ cho tôm viên và đậu hòa lan. Cái phần nước sốt này sẽ thấm vào trong cái cơm cháy, làm cho cơm cháy mềm ra và chúng ta có thể dùng đũa chúng ta sắn rất là dễ dàng. Dạ. Cô sẽ rắc thêm một chút tiêu nữa nè. Và cuối cùng là thêm một ít ngò rí. Bây giờ đến phần thưởng thức thì cô sẽ lấy một ít cơm cháy với lại tôm viên này cho Minh Châu thử nha. Một ít nước sốt nữa. Món này chúng ta dọn kèm với lại nước tương và ớt sắc khoanh. Em cảm ơn cô. Cô sẽ cho một chút nước tương vào. Rồi. Dạ. Rất là vui tai. Mà cảm thấy rất là thích thú nữa. Bởi vì đậu hả, giòn nè, giữ được màu xanh, còn vị ngon ngọt nữa chứ. Ba nguyên liệu này gộp lại tạo thành một món mà có thể nói là vừa ngon vừa lạ. Là một món quà thú vị mà quý vị có thể dành tặng cho người thân của mình vào dịp cuối tuần đó. Ba nguyên liệu, triệu món ngon. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là món ăn ngày hôm nay, món tôm viên cơm cháy đã khép lại chủ đề ba nguyên liệu triệu món ngon của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Tuy nhiên, cứ mỗi một tháng chúng tôi lại có một chủ đề mới nhằm đem đến cho quý vị thật nhiều những món ngon nè. Bên cạnh đó còn thật nhiều những kiến thức thú vị về ẩm thực nữa chứ. Quý vị nhớ thường xuyên giữ liên lạc với chương trình theo hai cách quen thuộc nha. Thứ nhất đó là hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Thứ hai đó là số điện thoại của Trung tâm Tư vấn Khách hàng Công ty Ajinomoto, số 0839308794. Còn bây giờ chương trình xin được phép khép lại. Cô Diệu Thảo và Minh Châu mến chào quý vị, hẹn gặp lại.